Làng nghề dệt chiếu xã Long Định tại khu phố Lương Minh Chánh có lịch sử hình thành gần 60 năm. Do các cư dân vùng chiếu nổi tiếng ở Kim Sơn, Ninh Bình và các tỉnh phía Bắc di cư vào Nam đem vào, trở thành nét đặc trưng ở địa phương, đã góp phần phát triển kinh tế của huyện Châu Thành nói chung và xã Long Định nói riêng. Làng nghề dệt chiếu Long Định được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận làng nghề vào ngày 21 tháng 10 năm 2003. Bà Trần Thị Dân, 70 tuổi, khu phố Lương Minh Chánh, xã Long Định, huyện Châu Thành, có hơn 50 năm làm nghề dệt chiếu cho biết, nguyên liệu lát ở đây dễ tìm và sản phẩm chiếu thời bấy giờ rất được ưa chuộng. Nghề chiếu đã trải qua mấy đời nhưng đến nay, chỉ con bà Dân vừa dệt chiếu vừa làm thêm nghề khác. Tính đến năm 2022, số lao động tham gia làng nghề chỉ còn 34 hộ, với khoảng 68 lao động, tập trung tại khu phố Lương Minh Chánh và ấp Kinh 2A. Lý giải về việc người dân bỏ nghề dệt chiếu, bà Dân cho hay, chiếu không còn xuất khẩu nên người dân dệt chiếu cũng không bán được bao nhiêu, mặt khác giá lát tăng liên tục. Trước đây chưa đến 1.000 đồng một ký lát, nay đã lên đến hơn 20.000 đồng một ký, trong khi giá thành chiếu không tăng bao nhiêu. Mỗi chiếc chiếu bán ra hơn 100.000 đồng một đôi chiếu tùy theo kích cỡ. Nghề này chỉ đủ ăn nên người dân chuyển sang nghề khác có thu nhập cao hơn. Một lý do nữa là vì người trẻ đi học xa hoặc làm công nhân chứ không mặn mà gì với nghề này. Sản phẩm chính của làng nghề Long Định là chiếu lát truyền thống nổi tiếng, dày, bền, nằm vừa êm lại thoáng mát, giá phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng nên vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên trước sự cạnh tranh của các loại chiếu tre, chiếu trúc, chiếu nhựa, chiếu lát cũng mất dần thị trường, hiện bán nhiều nhất là ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhắc đến nghề dệt chiếu không thể không nhắc đến nghề in bông chiếu. Tại ấp khu phố Lương Minh Chánh hiện chỉ còn vài hộ làm nghề in bông chiếu. Đây cũng là nghề truyền thống của gia đình ông Vũ Văn Tiến. Ông Tiến cho biết một chiếu làm khoảng 5 đến 10 phút theo khuôn có sẵn. Rồng, phụng, bông, bướm, chữ sông hỷ hoặc logo tên đại lý bán hàng. Công việc cơ bản cũng không khó. Đầu tiên trộn màu, đây là công đoạn khó nhất. Sau khi trộn màu sẽ quét lên chiếu, sau đó bỏ vào máy hấp khoảng 60 phút, sẽ nổi màu lên. Màu chỉ có 3 màu, xanh, đỏ và vàng. Giá in mỗi chiếc chiếu khoảng 15.000 đồng. Hiện nay người dân cũng đã đổi sang chiếu màu, chiếu hai da, nhuộm lát xong dệt thành chiếu, nên lượng chiếu in bông giảm đáng kể. Ông Trần Văn Thuê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Định cho biết, mặc dù tỉnh Tiền Giang đã đầu tư hỗ trợ cho làng nghề nhiều máy, khuôn dệt, tiền, dạy nghề, nhưng làng nghề vẫn còn nhiều khó khăn, như nguyên liệu phải thu mua ở các tỉnh xa, chi phí vận chuyển cao, chưa có tổ chức quản lý làng nghề do các hộ trong làng nghề hoạt động kinh doanh tại nhà, nguồn vốn để đầu tư sản xuất ít, chưa đẩy mạnh quảng bá xây dựng thương hiệu.